Hello, xin chào các anh chị em ha. Nay quay cho các anh chị em tham khảo cái động cơ Yanmar 3T66 các anh chị em. Con này 14 PS ha, dòng tua 3050. Con này quá đẹp các anh em, xuất sắc luôn. Đấy. Con này mấy đứa cháu nó mới vệ sinh ra xong các anh chị em, không có xịt dầu luôn ha. Này em quay mọc luôn. Máy nè, nhẫn đen hay bô nè. Mê hồn không? Xuất sắc quá rồi, con này mang bơm ha. Rồi có mang bơm luôn, rất là êm. Đấy. Con máy thì giá trị nó cũng không có cao lắm quá chị em, nhưng mà mua được con máy nó đẹp như thế này mình bán cho quá chị em mình rất là vui quá chị em, xài lâu xài bền ha. Đấy, anh chị em có thể xem này. Về phần sơn thì em bao nguyên kim nguyên bản quá chị em ha. Đấy, mình bỏ ra số tiền nhiều thì mình có con máy đẹp thôi. Nhiều khi có anh chị em thắc mắc sao máy đẹp quá, tiền nhiều thì máy đẹp thôi quá chị em. Còn bán cho em muốn mua giá rẻ mà máy đẹp không bao giờ có các bạn ha. Để máy không? Mình để máy cho bán cho em tham khảo ha. Để dầu vô con, để dầu vô. Mấy dòng 3T này bán cho em, đề rất là nhạy nha. Nó là bét chung, nhưng mà đề rất là nhạy luôn. Bán cho em vô dầu mở đàng hoàng ha. Cho nó đi máy đàng hoàng rồi đề cái nổ à. Quá đã quá vậy đấy, máy nổ rất là êm quá nha. Tình trạng là bao nguyên zin nguyên bản nha, không có sơn dặm chế cháo tàu lao mỹ lao, không đổ hơi hết quá chị em. Đấy, quá chị em có nhu cầu sử dụng thì hỗ giùm em ha. Cái gài máy em cũng về rất nhiều quá chị em mà không có thời gian quay luôn, quá lâu quá chị em. Mấy bộ phát điện không gài nó quá chị em ta cũng mua bên mình đó, cho nên làm cũng không kịp quá chị em. Mỗi ngày nào cũng làm tới khuya. Còn bên này cũng chuẩn bị xong, chuẩn bị dao quá nha. Đấy. Đó. Cháo nó bắn lên lớp dầu, nhìn thấy phê quá nha. Bóng. Đã không? Đó. Quán chị em nào có nhu cầu sử dụng thêm hộ giùm em ha. Đấy. Ngoài động cơ này ra thì bên em còn rất là nhiều động cơ trong cửa hàng quá chị em ha. Đấy. Rồi, em cảm ơn rất nhiều, xin chào. Hẹn gặp lại quán chị em video tiếp theo nha.